ba mình chụp. Ai chụp, ai chụp cho chị? Dạ dạ có. Bước tới nữa bước. Nhớ ba cút nhớ để cuối nha, để con đừng phải đây. Chú quá buồn. Đi đàn cho chú mà nở lòng nào bấm dây đàn. Tình yêu ơi, tình yêu ơi. Rất đây đây. Gửi lời chúc mừng sinh nhật cho chị Ly. Hôm nay là 30 tháng 3 đồng ngày. Rất là đặc biệt. Của người tình muốn thổ của hiện đại đó là ca sĩ Phạm Ly. Thì cho tới lúc này là không có gì hơn là em chúc chị là thật nhiều thật nhiều sức khỏe nha. Mới vượt qua được bệnh thì đúng là chưa được phép hát đâu, nhưng mà nhớ khán giả quá, yêu thương khán giả quá, mà khán giả yêu cầu quá. Thôi chị yêu thì cũng đã xuất hiện lại, thì em chúc đêm nay sẽ là một cái đêm mà mình trở lại với khán giả thì sẽ thật là hạnh phúc, hát thật là hay. Sức khỏe nhiều nha chị nha. Anh có thể tiết lộ cái sức khỏe của chị Cẩm Ly không? Thôi cái này thảo chị đi. Thì thật sự là bây giờ thì sức khỏe đã hồi phục nhiều rồi, nhưng mà bác sĩ là vẫn chưa cho được chưa được phép, là bác sĩ còn phải nghỉ một thời gian nữa đó. Nhưng mà nhớ quá là phải gặp nó. Không có cái quà tặng gì đặc biệt nữa cho có. Xíu nữa trên sân khấu sẽ có một cái sự đặc biệt mà Quốc Đại nghĩ là nó sẽ rất là thú vị nha. Chờ đón nha. Hình như anh mập lên đúng không? Hình như anh mập lên đúng không? Không biết nữa. Qua Tết nó kia cũng ế ế sầu kia ở nhà ăn ngủ không lên. Mập tròn xoe luôn nè. Không, lớn rồi thì đôi khi mình sẽ nên phúc hậu lên một xíu thì nó sẽ hợp lý. Ok, tình yêu của tôi. Không. Ủa chị đi mình hả? Đi. Có nhà có ai đi nữa không? Trời ơi xong đủ nguyên nhà cái. Bữa nay tại sao nó không có ai? Trời trời. Em phạt chị đi mới được. Trời sao giờ đi ra sân gặp lại. Anh cũng đẹp đó. Anh sẽ người đi ra. Chú ơi đi đó. Bây giờ cho hát không? Hát thì cũng được đó, nhưng mà
có thay đổi một xíu cảm xúc của vợ mình mà. Với vợ mình mà thật ra vợ có thay đổi xíu. Mà bây giờ cũng đã hát về việc phục vụ các bạn nha. Mà cho cặp lời nhà mới gửi, nhạc sĩ mới gửi lại. Thành ra khán giả mới nói là nhéo chùa kia.
ổng bên trong. Nhưng mà em nói thiệt luôn, hồi nãy là có khán giả vô nói lúc em định vào cắt mi thôi. À. Thì khán giả em nói cái ổng chưa đủ hồn. Rồi sau phải em mặc cái vé thì vô. Đúng quý vị, hồi nãy ai nói? Hồi nãy ai nói giơ tay em làm chứng em chứ? Có ai nói không? Có. Đây là tự nói rồi đổi áo cho nó đổi. Có đây nè, đây. Có. Em mặc lên giày mới thấy đủ chói nè. Đủ chói nhưng mà chị đâu không có thấy. Không, cho có xíu rồi. Đó. Tới đây hết rồi. Quá trời quá đó. Dạ. Gì? Cũng kể vậy. Chia tay với mình. Mệt chưa? Hả? Mệt chưa? Mệt thì đóng mệt, đóng mệt thì đúng. Thì em thì lo cho chị thôi, chị là chị là. Không, cái giận không cảm rồi mà cảm rồi. Đây đưa đây. Có khóc đi. Giờ sao? Bây giờ chưa đây các giả. Em hỏi chị nè, cảm giác chị sao? Hôm nay hồi nãy trong trước khi ra sân khấu là Nương Rương mời họ giới thiệu ra cái nhạc của bài Em sẽ là người đã đi, vang lên là cái mắt rưng rưng rồi. Thành ra chưa mắt. Thì ra là cái thứ năm cũng sợ lắm. Sợ là không ai đứng với mình đó. Thật ra thì rất là muốn hát rất là nhiều. Nhưng mà không biết sao mà sức khỏe của mình cứ hết tụt tật. Vừa mới giữ lại nó lại gặp một cái vấn đề khác nữa. Nó cứ như thế nó đột nhập. Cho nên cảm thấy rất là buồn. Nhưng mà chắc chắn là hôm nay mọi người chắc chắn là sẽ cố gắng để mà có thể trở lại với quý vị, gặp quý vị nhiều hơn cũng nên chắc chắn sẽ cái gì hả? Để tăng được té hả? Cảm ơn con rất nhiều. Cảm ơn con rất là nhiều. Cho nên là sẽ cố gắng xin lắm quý vị. Giờ này là tối là chưa có tập được, chưa có làm nhiều, mình đặt đồ. Mà bữa nào cũng có nói là để bữa nào mà có công việc cái đi tìm bán ngày, cái về cái xong cái nếu mà không chịu đi lại á là cũng biết hay bị có một cái cục mà gọi là cái cục 500 á. Nó hút lại ở nhà, cái cục lười thì nó chảy nó dính vô cái cục pin. Mà cái pin mọc đó là nó dính xíu thôi cũng được, nó vẫn tiến được. Còn nó không đi là cái cục lười nó dính vô là kéo không ra. Nó cho nên là cố gắng và đã cải thiện được rất là nhiều sức khỏe. Lại cần sự tốt khác nữa. Mình chắc chắn các em sẽ đấu tranh với những người yêu như là. Hôm nay quý vị có thấy cái nhớ cái áo đồng này không ạ? Nãy giờ mọi người nhắc chưa? Nhưng mà phải nói mà hôm nay mặc vừa là nhưng mà đứng dậy không có vui lắm. Tại vì mặc bộ này là chị đi đã ốm xuống rất là nhiều. Dạ. Hôm nay thì nhìn ở ngoài thì chị đi rất là ốm. Và em mong chị là sẽ thật nhiều sức khỏe. Và hôm nay tình cảm quý vị vậy là sẽ chị Ly sẽ khỏe. Đúng vậy. Ốm. Chúc sức khỏe thì được, khi được hôm nay chị Ly ốm thì chúc chị Ly sẽ mập giống em chịu ha, sức khỏe khỏe hơn thôi chứ đừng có nói mập giống em không chịu, chị Ly không ăn. Thôi bây giờ trời cũng đã khuya rồi, nhưng mà hay là một bàn gì cà phê hả? Tại vì mọi người muốn em bị phạt. À vậy muốn phạt hả? Hôm nay cái tội là bị ghét hồn. Hôm nay cái tội là mặt rất lớn quá. Vậy hả? Thứ hai là mặt hơi tròn. Dạ. À mặt hơi tròn là liên quan chị? Để mặt là không được. À vậy hả? Ok. Vậy bây giờ thì để đáp lại tình cảm của quý vị cũng như là thể theo lời của yêu cầu của quý vị sẽ cắt bớt cái hộp trội xuống dưới đây, bỏ cái này rắc vô mấy cái bông này kia cho đẹp lên. Cho nên chúng mời tất cả quý vị cùng đến với quên mất rồi này. Cà phê with you, một cái thức cho mẹ xin lưu ý. Đây giống này mà dậy quá, dậy khẩu nổ cho nên phải nhé. Dậy lắm thấy không? Bỏ nhéo tí xíu nào. Vậy được rồi, bữa nay nhéo về nhưng mà không vô đó. Vậy này,
thấy không? Dễ sợ không? Không biết là nhiều áo dày quá hay là thịt gì. Hai lớp áo, một lớp vest áo vest thì nó có thêm một lớp áo nữa, một cái sơ mi nữa, ba lớp mình lớp mở. Còn lớp da chứ, lớp da chứ, cái lớp mở chứ. Quá trời quá đất, trời ơi, chị nhéo không có đọc. Dạ bộ nhéo được 4 cái. Thôi, chia tay quý vị nhé. Không chị không hả? Vâng. Cái đó mình là mình sẽ liên lạc với phía trên, đó phía trên. Xin cảm ơn vì đã theo dõi kênh Bí mật VBiz. Chúc các bạn những ngày tốt lành.